Là Đạt Nguyễn xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay lại với kênh Đạt Nguyễn hôm nay. Hôm nay thì mình ăn buổi trưa các bạn do bà nhà nấu. Tại vì sau con dịch đó thì nó hơi hơi đuối các bạn. Thì tẩm bổ đây là đuôi bò hầm các bạn. Đó, cái đùi nó bự không? Ăn đuôi cho nó bổ đuôi các bạn. Tại vì cái con vịt nó yếu quá đó, rồi với hành để cho nó cái giải cảm đâu đó. Đây là bánh mì các bạn. Này cần cần để ăn cái này nó giảm cao máu nè, gọi là tăng xong đó. Ăn cái này nha, nên ăn mỗi ngày là tốt lắm. Đây là cá bớp, con cá bớp các bạn. Đây con cá bớp kho với lại thịt ba rọi đó. Thì dọn dẹn đây. Bây giờ mình mời tất cả cô chú anh chị em ăn trưa cùng mình nha. Thì cái đặc biệt nhất là cái bò hầm á, thì nó ăn nó bổ các bạn. Để dưới hành nữa nè. Chút nữa mình sẽ chấm bánh mì. Ok, bây giờ mình thử cái nước của nó các bạn. Cái này bỏ vô nồi slow cook á, nồi áp suất hay nồi slow cook, nấu từ 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 cho nó mềm bò đó. Bỏ mấy tiếng á, cho nên nó mềm cái bò các bạn, chứ không nó cũng cứng lắm. Nhà đây mà súp các bạn, mời cô chú anh chị em nha. Này nấu không bột ngọt các bạn, mình không bao giờ ăn có bột, không bao giờ ăn bột ngọt hết á. Cái nước nó thơm, nó ngọt, tại vì mình bỏ 5-7 cục đuôi bò lắm, nên cái nước bò nó ra ăn rất là ngọt các bạn, rồi hành rồi ngò nữa, giải cảm luôn. Đây chấm vô miếng bánh mì ăn trước, chút nữa ăn cá thì cá sao các bạn, cá bóp nè. Con cá bóp này các bạn là mình phải quen với người ta đó, rồi người ta mới chứ còn ra chợ mua cũng khó có, nhưng cá bóp này ăn ngon. Đi chợ mua không có con cá bóp thì các bạn đó, ăn nó đem tới tiệm mình nhờ đó, quen biết đó, thì người ta mua cái này ăn giống như giống bò kho, nhưng mà không phải, cái này chỉ có là nước súp thôi. Đây các bạn, cái đuôi bò, cái đuôi này là nó cũng nhỏ thôi chứ nó không có lớn đâu nha, còn cái nó bự nữa đó, ăn cho nó khỏe. Đây mời cô chú anh chị em nha. Hầm phải ăn này luôn, nó mới mềm, cũng mới súp à. Hồi trước mình có đi về Việt Nam mình không có ăn phở đuôi bò mà, nhưng mà họ nấu dai, cái này đuôi bò của Mỹ, nó mềm xèo quá. Cái nước này nó bổ à, cho nên ăn nước nó ngọt thanh luôn á. Để ăn thêm miếng thịt nữa. Cái này ăn chỉ còn cái xác không à, chứ đâu còn đâu, cái bổ là bổ ở nước. Mấy người Tàu á là người ta làm súp người ta uống không không, chứ đâu người ta ăn cái đâu. Nước này mà có mì gói nữa cũng ngon. Miếng bánh mì các bạn. Ăn cái này xong chút nữa qua cái này nha. Đây, ok. Chút mình lại ăn tiếp, bây giờ mình review cái cá kho với thịt ba rọi các bạn. Trước tiên thì mình ăn miếng này trước, cần cần nước mà. Chấm chấm lên nè. Ăn cái này là hạ tăng xong huyết áp nè. Kho cá thì mình kho với thịt ba rọi thì nó ngon hơn. Ăn thử miếng thịt. Chấm miếng bánh mì các bạn. Ăn thử con cá.
cá bóp này nó còn da nè. Có tiền cũng muốn được nè, phải quen rồi dặn người ta mua giùm. Đây, mời tất cả các bạn miếng cá bóp. Nhưng có xương, cái da nó sực sực, nghe mà da nó như da cá hồi á, ăn sực 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 ngon, thịt nó béo, cá bóp á, cái này ăn với cơm ngon, giờ ăn thêm miếng này nữa. Ăn với bên món bánh mì. Thịt heo là phải nấu với ba rọi, mua ba rọi nấu ăn mới ngon, còn cái miếng nạc ăn nó cũng khô lắm. Ăn miếng ba rọi, ăn miếng nạc nhai mỗi răng luôn. Rồi còn chấm với nước sốt của cái cá thịt nè. Không ăn cơm quá à, giờ bắt đầu giảm cân rồi, ăn miếng xíu bánh mì thôi. Ăn cơm đường nhiều quá, ăn gạo lứt thì ăn không nổi rồi, mà ăn cơm thì đường nhiều, mập, máu cao, đường cao, nên ăn miếng bánh mì. Con cá bóp này các bạn, nó bán là 12 đồng một pound, 12 đồng một pound các bạn nha. Thường người mua nguyên con hay là mua cắt khứa thì thường nó bán nguyên con mà. Rồi nấu lẩu cũng ngon á, xương nó cũng ít lắm, thịt nó rất là ngọt nha. Đây, quất luôn hết miếng cá luôn. Rồi các bạn, cái này khỏi ăn nể nè, cho miếng đầu. Nó béo, cái da nó rất là béo luôn, da nó giống cá hồi y vậy. Thôi trở lại ăn cái miếng bò cho nó hết rồi, để nó nguội. Rồi giờ nó nguội rồi, giờ ăn tới cục xương luôn. Cái này lạc lạc các bạn, đáng lẽ mình chấm thêm miếng ớt, chấm thêm miếng nước mắm nữa ok, nhưng mà giờ ăn lạc á. Mấy cái đuôi nè, mấy cái đuôi bò nè, mấy đuôi heo nè, mấy cái đầu gà nè, cánh gà hồi xưa là không, Mỹ đâu có ăn đâu ha, cổ gà cổ đồ đó bây giờ nó bán hết các bạn. Hồi xưa đó, mấy chục năm trước là qua là cổ gà là đầu gà là người ta cho không à, nhà hàng đồ nó mua gà mua đồ á, rồi mấy cái này á là không ăn hết á. Rồi giờ đó là nội tạng nó còn bán các bạn, ở Mỹ á, Mỹ nó đâu ăn nội tạng đâu, rồi giò heo móng heo giờ bán hết, con gì cũng heo, con gì cũng con bò là bán hết, nội tạng bán luôn. Mỹ thì ẩm thực của nó dở, nó không biết nấu nhiều. Còn của Pháp, của Tây, của Việt Nam lại nấu tàu nữa. Cho nên giờ nó biết rồi, ở Châu Đông mà. Chứ ba cái đuôi cái này nó đâu có ăn. Giờ ăn tới xương rồi, cái này phải làm lâu các bạn. Bỏ vô nồi, nấu từ từ, giờ còn nguyên cục xương. Cục xương mà giờ mình gặm mà cho con cẩu nó không thèm. Nhưng mà ở Mỹ là mình không có cho mấy con chó của mình ăn các bạn.
nhiều con nó ăn nó mất cổ, không có cho nó ăn được, ăn nó mất cổ cái mất công mình phải tốn tiền mình đi bác sĩ nữa. Trời, uống miếng súp nữa. Súp nó ngọt, ngọt của xương á. Ăn xong cái mới này nhiều thế nó no luôn các bạn, tại nó uống súp nè. Thơm giải cảm. Đó là một bữa trưa tẩm bổ các bạn. Bổ là súp đu bò là bổ nhất. Rồi ăn một miếng cá, ăn thịt thì ăn cũng ít thôi. Đó, ăn nửa ổ bánh mì. Mình xin dừng video ở đây. Xin chúc cô chú anh em lúc nào cũng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Dạ, bye bye.